Hải Sơn xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Thiên Hà Audio. Ngày hôm nay là một clip rất là thú vị. Chúng ta sẽ có sự so găng giữa hai chiếc âm ly tích hợp đứng đầu bảng của hai thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó chính là âm ly Akufei E800 và âm ly Luxman L595A SE. Hai chiếc âm ly này đều là hai chiếc âm ly chạy mạch công suất Class A và nó đều có mức giá tương đồng nhau khoảng tầm 300 triệu là giá tham khảo. Và chúng ta sẽ ghép nó ở trên hệ thống sử dụng loa Canterbury GR đến từ thương hiệu Tannoy. Thì đôi loa này có mức giá tham khảo là khoảng trên 500 triệu đồng. Về mức giá cụ thể, nếu như quý vị muốn mua thì hãy liên hệ tới số hotline thì sẽ có mức giá tốt nhất. Còn bây giờ thì sẽ đến với màn giới thiệu và sau đó là nghe thử. Tannoy Canterbury GR là một cái sản phẩm loa trông nó rất là to lớn và đồ sộ. Nó đứng ngay dưới đàn anh là Westminster Royal GR. Thì dòng Canterbury GR này chúng ta sẽ có một cái củ loa với nam châm Anico. Đấy là cái điểm đặc sắc cần phải nhắc tới. Những cái củ loa lớn mà dùng nam châm Anico thì sẽ cho chúng ta một cái thứ âm thanh nghe nó rất là tự nhiên, mộc mạc và có độ trung thực cao. Đồng thời là chúng ta sẽ có được một cái đường kính củ loa rất là lớn, lên tới là 38cm. Với cái vật liệu của cái màng loa này là vật liệu giấy này, nó sẽ phát ra giải âm trung và giải âm trầm. Và chúng ta sẽ có cái phần viền này là viền nhúng hai nếp rất là đặc trưng của những cái củ loa đồng trục này. Và không thể bỏ qua đó là thiết kế cái loa chép, loa tweeter có cái đường kính cũng rất là lớn, lên tới là khoảng 2 inch, tức là khoảng tầm 52mm. Dùng vật liệu là nhôm magie và họ đặt sâu bên trong và dùng một cái ống dẫn sóng ra bên ngoài, cộng với cả nó dùng luôn cái phần củ loa bên ngoài này làm một cái miệng kèn, cho nên là nó gom được cái âm thanh rất là tập trung và có cái độ đồng nhất rất cao khi chúng ta chuyển động chúng ta chuyển động qua trái phải đối với cái trục chính của loa này, hay là đứng lại, đứng ngồi lên trên xuống dưới thì cảm thấy âm thanh nó rất đồng nhất. Và cái âm thanh này nó phóng ra rất là xa, cộng với việc cả cái thể tích thùng của loa nó lớn như thế này, cho nên đây là đôi loa có thể thích hợp để nghe ở phòng lớn. Ví dụ chúng ta có phòng nghe tối thiểu là khoảng 20m² cho tới có thể lên tới 60-70m² thì đôi loa này là đôi loa thích hợp cho những không gian rộng. Thế còn về khía cạnh, chúng ta sẽ có một cái ở đằng trước nữa như này rất là hay. Đây là điều chỉnh được cái cường độ âm thanh của giải chép và cường độ của cái giải chép cao. Tức là phần chép của Energy chúng ta sẽ điều chỉnh được tăng giảm là trừ 3 đến cộng 3 dB cho phần từ 1 kHz, 1000Hz trở lên. Nó sẽ tác động tới giọng hát sáng. Đấy, muốn giọng hát trở nên sáng hơn, âm nhạc cụ nhiều hơn thì chúng ta chỉnh cái này lên. Và cái giải, cái chép Roy Off này là sẽ chỉnh tăng cường từ 5kHz trở lên, tức là nó sẽ hoạt động với những cái nhạc cụ giải cao, làm cho âm thanh trở nên mở rộng hơn. Cái này thì tùy, chúng ta sẽ thử nghiệm tùy theo nhu cầu. Còn về cơ bản thì các bác để ở cái normal là không ấy, là nghe rất là chuẩn rồi, âm thanh đã rất là rõ nét, sắc sảo và chi tiết rồi. Và chúng ta sẽ chuyển đến với hai chiếc âm ly. Hai thương hiệu Akufei và Luxman là hai thương hiệu rất là quen thuộc ở trên thế giới. Nó là những cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và tại thị trường Việt Nam thì hai thương hiệu này cũng được rất nhiều người đam mê âm thanh biết tới. Cái dòng sản phẩm Akufei với cái mã là E800 này thì là cái chiếc âm ly tích hợp cao nhất đối với cái dòng Class A. Họ còn có cả dòng Class AB với cái chiếc là E5000. E800 là một cái chiếc âm ly mà khi quý vị nhìn vào thì sẽ thấy nó vô cùng là đồ sộ. Nó rất là lớn, nó rất là dày. Nó to và dày hơn cả chiếc âm ly Luxman L595A Special Edition này. Nếu mà nhìn trên thông số kỹ thuật về giấy tờ thì quý vị sẽ thấy rằng là âm ly E800 này nó có nhiều cái thông số cao hơn. Ví dụ như là công suất của nó là 50W x 2 ở trở kháng 8 ohm này, 100W x 2 ở trở kháng 4 ohm và nó còn xuống được 2 ohm nữa. Thì đấy là mức công suất có thể gọi là lớn đối với một chiếc âm ly tích hợp chạy mạch Class A thuần túy. Và chỉ số damping factor, tức là cái chỉ số này nó sẽ liên quan đến việc tái tạo cái giải trầm và điều khiển những cái mảng loa lớn dao động dập tắt nhanh hay không, tiếng trầm có nét chính xác hay không, khả năng kéo loa như thế nào. Thì cái chỉ số damping factor này của chiếc âm ly này rất là cao, lên tới là 1000. Hình thức thì Sơn không giới thiệu nữa, mọi người có thể nhìn thấy rồi. Các bác có thể rất là quen thuộc với hình thức của âm ly Akufei này. Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với chiếc âm ly Luxman L595A Special Edition. Thì đây cũng là một cái sản phẩm mới, trông nó rất hoài cổ. Nó giống gần như y hệt cái model L570 mà khoảng năm
8889 gì đó, hình dáng nó rất là giống. Chiếc ly này thực ra cũng mới được ra mắt khoảng tầm hơn một năm thôi, một năm rưỡi gì đó, là một sản phẩm mới và rất là chất lượng. Về mức công suất của Luxman thì chúng ta sẽ có mức công suất là 30W nhân 2 ở trở kháng 8 ohm và nó sẽ gấp đôi lên là 60W nhân 2 ở trở kháng 4 ohm. Chỉ số damping factor thì của model này theo như hãng công bố là 370. Thì quý vị thấy là trên thông số giấy tờ thì nó không có được nhiều như là E800. Thế nhưng họ cũng có những cái công nghệ rất là hay, như là volume thì là công nghệ là lây cua 1000 này, 88 bức chỉnh này, rồi là công nghệ khuếch đại hồi tiếp ODNF. Một cái chiếc âm ly thì nhìn thông số giấy tờ thì không thể thể hiện được hết là nó hay dở như thế nào. Vì thực sự là chúng ta phải cần nghe thử, vì đây là hai cái model đứng hàng đầu của hai thương hiệu này rồi. Giá tiền của nó cũng xem tương đương nhau, khoảng 300 triệu một chiếc. Thì hôm nay thì Hải Sơn sẽ cùng ghép với đôi loa này và chúng ta sẽ nghe khoảng hai bản nhạc với cái mức âm lượng là cũng tương đương nhau. Thì xin mời quý vị và các bác cùng nghe thử. Senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. One had his Juanita and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line it's heaven, on this side it's a living hell. So you do what it takes, pick up stakes and try to escape the drought. But when you get to the border, the INS, they got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngày, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân quá vội, mười năm tắm gội, giật mình ôi chiếc lá thu phai. Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, từ làm khô héo tôi đây. Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay. Về thu xếp lại ngay trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người. Cuồng phong canh mọi về bên núi đời, ngầm ngùi ôi đã cũng thương thay. Cảm nhận nhanh của Hải Sơn thì đánh giá thế này. Chimley Acouphe E800 thì sẽ cho cái âm thanh nghe nó trầm ấm, nó dày dặn hơn. Trung âm nghe có cảm giác là nó ngọt. Và âm ly Luxman thì lại cho cái âm thanh nghe cảm giác nó sáng hơn. Trung âm nó tươi sáng, giải cao thì bay bổng và cũng rất là uyển chuyển. Có lẽ là hai chiếc âm ly này đem tới hai cái chất âm, hai cái màu âm nó khác nhau khá nhiều. Lúc này thì không còn gọi là cái chiếc âm ly nào hay hơn nữa, mà nó phụ thuộc vào cái gu nghe và cái phối ghép của quý vị, cũng như cái sở thích riêng của quý vị. Còn Hải Sơn thấy hai chiếc âm ly này nói chung là đều là hai chiếc âm ly rất hay và rất đáng để sở hữu nếu quý vị quan tâm tới cái chất âm
rất là tinh tế của dòng âm ly Class A đầu bảng. Đó là những gì mà Sơn muốn giới thiệu đến cho tất cả quý vị và các bác trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.